Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải nghiệm của mình nha anh em. Tiếp theo là một cái con game là Ega of Logenkia. Thì hôm nay mình sẽ chơi một con nhân vật đó là GF Quyền Dương. Và ngay cái thời điểm bây giờ thì có một cái thông tin cực kỳ vui cho anh em. Reset Buin, Reset Master thì các anh em không còn tốn gen là anh em ạ. À, một cái điều cực kỳ là vui đến từ vị trí của cái con game luôn. Các anh em thấy 3D nó thì nó cũng rất là sinh động và nó có một cái phần nào đó là lung linh lộng lẫy nha. Đấy, mình sẽ quay chậm cho anh em xem. Slow motion. Và cái con DL của mình đó, cái đam nó lên là 11k nha anh em. Không ngờ cái con DL cái đam nó lại to đến như thế anh em ạ. À. Và hôm nay mình vào trong đây là chủ yếu mình sẽ đi làm nhiệm vụ cho những anh em nào mà đã biết và những anh em nào chưa biết. Anh em đã biết thì các anh em có thể là comment góp ý thêm. Còn anh em nào chưa biết thì có thể là xem để ủng hộ video nha. Rồi bắt đầu vô làm nhiệm vụ anh em ơi. Các anh em muốn làm nhiệm vụ thì các anh em farm lên cho mình cái level là 400 nha anh em. Đặng mình làm nhiệm vụ cấp 1, cấp 2 và cấp 220, kèm theo đó là nhiệm vụ 380 và nhiệm vụ cuối cùng đó là nhiệm vụ 400. Thì các anh em sẽ đi một loạt một luôn cho nó tiện nha, chứ không cần phải farm lên từ liver rồi mình chạy đi làm. Đầu tiên các anh em muốn làm nhiệm vụ được thì các anh em đi về cái map là Logenkia cho mình. Đi về cái map Logenkia thì các anh em đi vô cái quán bar để các anh em mua nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ ở đây thì nó tiện có một cái là mình không cần phải đi farm hay là đi quánh quái để nhặt nhiệm vụ mà người ta sẽ bán thẳng cho mình hết. Thì các anh em không biết nó là cái nhiệm vụ gì thì các anh em có thể là đi mua hết luôn anh em ạ. À, mình xem cái bao tay này là cái bao tay gì đây. Cái găng da lúc. Mấy cái này thì chừa lại nha anh em. Thiên ma kiếm dùng cho kỵ sĩ. Cái này lúc chừa cái này lại tiệt chiêu. Và cái này không lúc thì cái này có thể là bán nè. Bán để mình kiếm gen nha. Hoặc là một điều đơn giản nữa, khi mà các anh em muốn gói ghém cái lượng gen của mình á thì các anh em có thể là qua bên map Davias để các anh em nhấp vô nhiệm vụ xem là người ta cần cái gì, là mình sẽ thực hành cho anh em xem luôn nha. Các anh em qua bên cái map Davias nè, các anh em bật một cái bản đồ nhỏ lên thì sẽ có đợi cái chữ là Q nè. Cái nhiệm vụ là nó viết tắt bằng chữ Q nha. Thì lại đây mình sẽ bấm vô cái cô phù thủy nhỏ này đây. Thì nó sẽ hỏi mình có chịu tốn phí hay không. Mình bấm vô là ok nè. Các anh em đi lại đây xem cái nhiệm vụ của mình cần cái gì với cái gì nha. Bạn đã sở hữu sức mạnh lớn rồi, tôi không có bất kỳ một tiên tri nào cho bạn. Thì đây là cái con Quyền Dương. Thì con Quyền Dương các anh em không cần làm nhiệm vụ 1 và 2, nên các anh em đi về cái map là Logenkia cho mình lại nha. Về cái map Logenkia các anh em mua cho mình một cái bộ 3 của nhiệm vụ 380. Thì các anh em đi lại đây, các anh em mua một cái mảnh sừng cho mình. Mua nè, một cọng lông nè, mua nè, và một trái tim của dê quỷ. Các anh em đi lại cái hướng, các anh em đi lại giữa sân rồi các anh em đi giao nhiệm vụ cho mình. Nhiệm vụ 380 là các anh em giao đây nha. Lúc trước thì cái con này nó ở cờ ghi, còn bây giờ thì nó sẽ ở ngay cái map Logenkia luôn. Thì người ta hỏi mình chịu không thì mình tiếp tục nè. Mình phải tốn là 5 mét gen nha, chấp nhận yêu cầu nè. Ở đây thì mình giao nè, như vậy là đã xong nha anh em. Nhiệm vụ 380 là mình đã làm xong nè. Mình vô mình học cái này coi xem được không nha. Khi mà mình có cái nhiệm vụ xong thì mình đã học được hai cái kỹ năng cuối cùng của nó. Đấy, như vậy là nó đã đủ bộ nha anh em. Và tiếp theo mình sẽ làm nhiệm vụ 400. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ 400 nha anh em. Ở đây người ta hỏi mình có chịu không thì mình sẽ bấm vô tiếp tục chấp nhận yêu cầu. Thì nó bảo mình là phải giết nè mỗi một con nè, 3 gam nè, rồi là Ispirit nè, rồi là Soram nè, nó đọc tiếng Anh như gió anh em à. Cái đó thì các anh em phải lên trên ba gắt nha. Đây, trên map ba gắt thì các anh em đi lên. Lên trên đây mình farm nha. Cứ lũi vô thí nha anh em. Các anh em kiếm một cái bãi quái nào đó các anh em lũi vô, các anh em bật auto lên. Thì ở đây mình sẽ cho một cái con DL của mình lên nó phụ tiếp nha. Dù sao thì hai con nó sẽ farm nhanh hơn một con nha anh em. Mình cho hai con lên trên đây để nó farm cho cái con của mình nó làm nhiệm vụ tốt nhất có thể nha. Ở đây có được một cây gươm nó rất là ngon lành. Thì hôm qua tới giờ mình chơi một cái ạc của DL thì mình lụm được 23 viên viên B. Và cái ạc nhỏ thì mình mới lụm được chỉ có một viên thôi nha anh em. Cái ạc GF này mình chỉ lụm được có một viên đây. Viên thì mình sẽ dời lên trên đây. Và mấy cái này là mấy cái nhiệm vụ mà mình đã nhận nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ thì mình làm tới một cái nhiệm vụ ba gắt nè. Các anh em bấm vào cái phần nhiệm vụ nhỏ là nó sẽ có hiện lên nè, tiêu diệt nè. Ở đây mới có một con à. Ở đây là một cái nhiệm vụ của mình là cái nhiệm vụ 3, thì các anh em farm ở map là Logenkia 80 con nha. Nhưng mà mình chưa có hoàn thành, mình lên trên đây mình làm nhiệm vụ là Master, nhiệm vụ còn gọi là nhiệm vụ 400. Và các anh em vào trong đây đây, các anh em vào trong cái mục mà mình reset nè, rồi cái mục là mình sửa buin nè, và một cái mục là reset Master. Thì trong vòng ở trong đây các anh em bấm vào trong đây nè,
nó sẽ đổi miễn phí gen nè, các em thấy gen là không cần nè ha, ở đây là gen cũng không cần nè, và ở đây là nó bảo là reset tối thiểu là phải 2 lần reset thì mình không có thì không cần đâu. Có một cái bất cập là mình bấm lên chữ T thì nó cũng giống ở trên một cái phiên bản chuẩn của PC, nhưng mà mình không có thấy được cái nhiệm vụ nổi của mình ở đây. Thay thì bấm vô cái chữ T thì ở đây là một cái nhiệm vụ chính hay là nhiệm vụ phụ thì nó phải hiện ở đây, hiện bao nhiêu quái đang mình biết rồi anh em. Còn bây giờ nó không nhẹ, nó không hiện ở đây luôn, nên mình không biết là ở đây nó sẽ farm được bao nhiêu con rồi, mình chỉ là nhắm chừng thôi anh em. Mình nhắm chừng chừng nào mà mình thấy hơi lâu lâu xíu đó, anh em đợi tầm khoảng là 5 phút, 10 phút hoặc là 15 phút gì đó thì các anh em biến về cái map là Logenkia. Các anh em lại cái ông nhiệm vụ mà level 380 với nhiệm vụ 400 đó, các anh em khỏi vào trong đó thì các anh em sẽ nhìn được là mình farm được bao nhiêu con. Một lát nữa mình sẽ thực hành cho anh em xem luôn. Và farm nhiệm vụ nó hơi lâu, nếu mà hơi lâu thì mình sẽ tua nha anh em. Và khi mà các anh em muốn cho mình reset tốt nhất có thể thì các anh em farm lên level 400 cho mình, đi làm nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 220 và nhiệm vụ 380, cuối cùng là nhiệm vụ 400. Các em hãy quay lại reset nha. Mình reset một loạt một được 4 reset luôn. Từ 4 reset là mình sẽ bắt đầu farm master xong lên master 5 mình reset nè, master 6 mình reset và cái con DL của mình lên master 8. Vì hồi tối là mình ngủ gật anh em. Nếu mà mình không ngủ gật là mình tầm khoảng là hơn 10 lần reset. Tại vì các em lợi dụng cho mình một cái ở thời gian đầu, các em mới tạo một con nhân vật. Các em bấm vào trong đây, bấm vào trong cái phần là sự kiện gift Corda, các em nhập cho mình vào ở đây, các em viết qua giúp mình nha, thì viết là EGA 4 số 8. Khi mà các em bấm đây, các em bấm nhận thưởng nè, ở đây là mình đã nhận rồi nha. Nhận thưởng xong rồi các em vào trong cái phục nè, gương event, cái gương cuối cùng này nè, các em bấm vào cái gương event thì cái dòng tất cả nè nó sẽ hiện lên, cái dòng tất cả là một con gấu nè, một con gấu, kèm theo đó là nó cho mình một cái lượng boost nè, ở đây là một cái lượng boost là 100% S và 100% gớt item trong vòng là 18 giờ 58 phút nữa, thì ở đây nó cho mình một cái boost HP cộng vô 4500 và một cái boost mana. Nó rất là lâu nha anh em, nó tới là 2 ngày lận. Trong vòng 2 ngày thì các anh em có thể là farm tốt nhất có thể, các anh em cố gắng có thể là farm. Nếu anh em chịu chạy tầm khoảng là 15 lần reset các anh em bỏ túi luôn. Tại vì các anh em có được 100% lượng S, các anh em lên ở trên cái map Atlan hoặc là cái map là Lost 1 các anh em farm rất là đông. Và có một cái cập nhật ngay ở trong cái ngày hôm nay là người ta BT càng nhiều là cái lượng S anh em lên càng cao. Lúc trước BT càng nhiều thì lượng S anh em giảm, còn bây giờ á, thì người ta sẽ xóa đi cái phần mà tẩy điểm là tốn gen, reset master tốn gen thì người ta đã bỏ đi nè, và người ta đã ADD tiếp vào á, là các anh em BT càng nhiều là các anh em càng có S. Nếu mà nó không fit lại thì các anh em có thể là áp dụng cái cách mà lên 400 các anh em làm nhiệm vụ master trong vòng là các anh em reset được 4 lần là các anh em có thể là test đam nhân vật được. Còn bây giờ không cần như vậy vì người ta đã miễn phí để cho các anh em reset buy-in. Khi mà các anh em reset lại mà nếu nó không có buy-in thì các anh em thoát ra vào lại thì nó sẽ có buy-in lại nha anh em. Thì hiện giờ mình đang test đam ở một cái hướng đây, một cái hướng sức mạnh thì nó cho ra một cái lượng đam không quá to. Thì ước tính của mình test lại lần 2 á là của mình cộng vào nhanh nhẹn tầm khoảng là 800. Và còn bao nhiêu mình sẽ cộng hết vào cái phần thể lực. Sức mạnh này mình cộng vừa đủ mặc đồ nè. Và năng lượng thì mình cộng tầm khoảng là 700 ha. Còn bao nhiêu mình sẽ cộng hết vào trong thể lực. Vì cái mục thể lực và cái mục mana thì mình đánh giá nó cực kỳ cao ở cái phiên bản này. Các anh em nhìn cho kỹ nè, ở cái mục thể lực á, lực tấn công cận chiến, nếu mà lực tấn công cận chiến thì nó chỉ áp dụng cho một cái kỹ năng đó là vật ngã thôi. Còn bây giờ mình sẽ test bên một cái là kỹ năng thể hình. Kỹ năng thể hình là cái kỹ năng ảo ảnh liên hoàn nha anh em. Và ở dưới năng lượng nè, lực tấn công hình thể và lực tấn công diện rộng. Thì hai cái này, một cái là lực tấn công hình thể là các anh em có thể là chơi ảo ảnh liên hoàn, và tấn công diện rộng là các anh em có thể là chơi gầm thét. Nhưng mà hai cái đó nó cũng chưa có. Mình vào trong đây cho anh em xem, vào trong bảng skill đây, nó chỉ có là ảo ảnh liên hoàn và nó chưa có quạt ngã nè, nó chưa có hơi thở gồng nè, và nó chưa có hoàn gầm thét. Thì mình định cộng vào cho nó một cái hướng là full HP để mình test. Cái hướng thứ hai là mình cộng là full mana. Và nếu mà anh em đi BK thì mình khuyên các anh em cộng vô full anh ghi, tặng mình lấy cái lượng thủ và cái lượng tóc nha anh em. Vì cái con game này là theo mình nghĩ lúc trước là cộng STG, nhưng mà STG nó không cho ra cái lượng đam to. Thì các anh em chỉ cần cộng ba cái lỗi dưới thôi. STG á, thì chỉ cần là cộng cho đủ để mặc đồ. Anh ghi á, thì cộng vừa tóc thôi, tầm khoảng là 700, 800 một ca đảo lại. Còn bao nhiêu á thì các anh em có thể là cộng mát vào trong HP là cái thứ nhất, mát vào trong mana là cái thứ hai. Cho nó mình sẽ test cho anh em xem. Hiện giờ mình đang làm nhiệm vụ nha,
mình sẽ đi về ở đây kiểm tra là mình lên được bao nhiêu con. Các anh em phải chịu khó chạy tới chạy lui. Thì các anh em đi về cái map này nè, mình vô mình lục mình xem á, là mình không có thấy cái thông tin để mà mình farm được bao nhiêu con, nó khá bắt cặp anh em ơi. Anh em nào biết là xem được bao nhiêu con, các anh em bấm lên cho mình biết, là tự giờ không có được con nào luôn. Cái đậu xanh mấy ông đó, cái này farm từ sáng tới chiều chắc chưa được quá anh em à. Vì một anh nói với mình là vào kéo master được không, farm từ sáng tới 2 giờ chiều mới được 2 con. Bây giờ mình mới biết cái nỗi khổ của các anh em là đi làm nhiệm vụ rồi đó anh em à. Và các anh em lên trên đây đi sâu vào trong một chút xíu nữa xem là nó sẽ như thế nào nha anh em. Nếu mà không được clip này á thì các anh em cũng vẫn biết rồi nha, thì ở đây là mình farm nhiệm vụ là mỗi một quái là 20 con. Và tiếp theo khi mà các anh em giao 20 con xong rồi thì các anh em lên cái map này đây, cái map kế bên cái map ba gắt luôn, là cái map là Re Fuge. Thì lên trên đây là chúng ta sẽ quánh con thủ lĩnh. Quánh con thủ lĩnh xong là chúng ta đã hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ở đây là hình như mình thấy ở đây là nó có hy vọng hơn một chút xíu anh em ơi. Mình di chuyển con DL lại mình farm coi xem sao nha. Ở đây thì mình thấy nó có khả thi hơn. Tại vì ở đây chỉ có là 3 4 ông thôi, còn cái chùm ở đẳng mình thấy quá tàn quá đắt rồi. Mình sẽ bật lên tầm khoảng một chút xíu nữa, nếu mà nó không ăn được quái á, thì mình chỉ để đây thôi anh em. Để đây để mình farm, farm đặng mình kiếm làm chừng nào cho được thôi. Cái thứ nhất, cái thứ hai á thì các anh em có thể là ở đây để mà mình farm nguyên liệu, mình farm gen và mình farm ngọc luôn. Ở trên đây thì đa phần anh em sẽ full boost lên trên đây. Cái con GF của mình thì có một cái kỹ năng là ảo ảnh liên hoàn là mình thấy là chính, nhưng mà mình dỗ nó không ra combo được anh em ơi. Các anh em nào chơi GF mà dỗ ra được combo của con kỹ năng GF á thì các anh em comment vào cuối phần video giúp mình nha. Hiện tại kỹ năng của em ấy chưa có được nhiều nha. Nè, các anh em thấy sáng lên không có không? Kỹ năng của vật ngã không có, kỹ năng hơi thở gồng không có, và kỹ năng này cũng chưa có. Vì hôm nay chủ yếu là mình vào trong đây chỉ anh em nhận một cái gift code nè, chỉ anh em làm nhiệm vụ nè, cho những anh em nào mới nha, những anh em nào cũ rồi thì có thể là xem ủng hộ nha anh em. Hình như ở đây là mình thấy có khả năng là mình làm nhiệm vụ được anh em ơi. Các anh em thấy cái dòng chữ là mình max level không? Nếu mà nó hiện lên như vậy là mình đã ăn đam được, nó mới hiện lên là mình max level. Còn nếu mà nó không có hiện lên được như vậy là mình không có ăn đam được nha, là không có max level được nha anh em. Hy vọng là nó sẽ được, đặng mình treo đây mình làm master, đặng mình gắn bó với một con GF và một con DL. Hai con này là nó quá huyền thoại. Ở đây nó nhảy lên liên tục và mình đi về cái map Logankia mình xem lại một cái lần nữa nha anh em. Anh em mà di chuyển khó quá thì các anh em có thể là bấm vào cái bản đồ nhỏ nha, xem là lên được bao nhiêu con. Cũng không lên được anh em à, nó rất là khó lên nha. Tại vì ở trên đây là hiện giờ các anh em là full boost hết rồi anh em à. Lên trên đây quá khó để làm cái nhiệm vụ. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha anh em. Từ từ các anh em lên trên đó làm nhiệm vụ nha. Nếu mà đợi cho nó làm nhiệm vụ xong chắc đợi tới ngày mai quá anh em à. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video của mình nha. Hẹn anh em vào một cái video sớm nhất tại cái con game là Aga of Logankia này nha anh em.